mạnh của Brody và Kale giải đáp về siêu Saiyan huyền thoại. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với OV Dragon. Có rất nhiều bí ẩn và câu hỏi mà fan của Dragon Ball muốn đặt ra về nhiều khía cạnh chưa được làm rõ của series. Điển hình như là các câu hỏi xoay quanh hai chiến binh Saiyan huyền thoại duy nhất, đó là Kale và Brody vẫn chưa bao giờ là hit hot. Chính vì vậy hôm nay hãy cùng bọn mình trả lời một vài câu hỏi liên quan đến bộ đôi Saiyan mạnh mẽ nhất bộ truyện nhé. Hãy bắt đầu thôi nào. Câu 1. Vì sao Ki của Brody và Kale lại màu xanh lá cây? Khi câu hỏi này đã được đặt ra đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Vậy lý do gì khiến năng lượng của Brody và Kale lại có màu xanh lá cây? Brody và Kale là các siêu Saiyan huyền thoại, người được cho là nghìn năm mới xuất hiện một lần. Vì mối đe dọa mà hắn gây ra, vua Vegeta đã để Brody mắc kẹt trên hành tinh Vamba cùng với cha mình cho đến khi cả hai được quân đội Frieza tìm thấy. Chúng ta nhìn thấy những dấu hiệu màu xanh lá trên trang phục của Brody thể hiện qua thắt chiếc vòng quấn quanh eo, nhưng nó lại đến từ một người bạn đã qua đời của hắn chứ không phải hình dạng Great Ape. Mặc dù vậy, sự phối hợp màu sắc giữa áo giáp của hắn lại không có một sự giải thích rõ ràng về vầng sáng màu xanh lá độc đáo. Ngược lại, các siêu Saiyan khác thường có ánh sáng vàng hoặc vàng kim trừ phi sử dụng một loại năng lượng nào đó khác. Chẳng hạn như siêu Saiyan xanh dương, đôi khi Goku sẽ có một vầng sáng màu đỏ, đặc biệt là ở các tập phim cũ. Câu trả lời cho việc Broly và Kale có sức mạnh mang ánh sáng xanh nằm trong Dragon Ball Super Broly. Trong phim, khán giả biết rằng sức mạnh của Broly hoạt động ngược lại với sức mạnh của một Saiyan bình thường. Trong một phân đoạn, khán giả có thể thấy rằng màu tóc của Vegeta khi biến thành siêu Saiyan đã chuyển sang màu xanh trong một khoảnh khắc, trước lúc trở thành màu vàng huyền thoại. Trước đó, tóc của Broly lại chuyển thành màu vàng trong suốt cuộc chiến với Gogeta, nhưng vầng sáng năng lượng của hắn lại là màu xanh. Dù vậy, khi kết thúc trận chiến, Broly sử dụng Ikari hay cơn thịnh nộ, năng lượng của mình. Đây là điểm khác nhau giữa sức mạnh của hắn với sức mạnh của Goku và Vegeta. Ở trạng thái giận dữ, Broly có thể sử dụng sức mạnh của hình dạng Great Ape dù đang ở hình dạng con người. Đó là lúc Broly sử dụng sức mạnh nguyên thủy hơn này, điều khiến tóc của hắn chuyển từ vàng sang lục. Theo giải thích này, năng lực của Broly và Kale chuyển từ vàng sang xanh lá, thay vì từ xanh lá sang vàng như các siêu Saiyan bình thường khác. Trong khi xanh lá chuyển sang vàng chưa bao giờ được đề cập đến trước khi bộ phim được thực hiện. Nhưng Toriyama đã đưa ra những ý tưởng về các mức độ khác nhau của hình dạng siêu Saiyan, đó là lý do vì sao Ki của các Saiyan huyền thoại lại có màu đột biến như vậy. Câu 2. Broly và Kale ai mạnh hơn? Broly và Kale có rất nhiều điểm chung, vì vậy fan đã nảy sinh tranh cãi về việc ai trong số họ sẽ thắng trong một trận đấu 1-1. Broly và Kale được ví von giống như Incredible Hulk và She-Hulk trong Dragon Ball. Cả hai đều có hình dạng Saiyan màu lục, phát triển cơ bắp và trở thành điên cuồng vì một cơn thịnh nộ. Khi Kale ra mắt khán giả anime, người hâm mộ đã ngay lập tức so sánh nhân vật này với phản diện trong phim Dragon Ball. Thật dễ hiểu khi Kale được đặt lên bàn cân với Broly. Việc hai nhân vật có sức mạnh tương tự nhau cùng tham gia cuộc chiến 1-1 là ý tưởng rất thú vị. Broly và Kale sẽ chiến đấu với nhau như thế nào? Trước khi đến với màn đối đầu của hai Saiyan huyền thoại nghìn năm mới xuất hiện, chúng ta hãy cùng xem xét trạng thái mạnh nhất của hai chiến binh này như thế nào nhé. Super Saiyan Perfect, trạng thái độc quyền của Kale. Sức mạnh Super Saiyan Perfect của nữ Saiyan Kale quả thực rất ấn tượng. Như anh em đã biết, trong Dragon Ball Super, trạng thái Super Saiyan Perfect hiện tại được sở hữu độc quyền bởi nữ Saiyan Kale của vũ trụ 6. Super Saiyan Perfect được lấy cảm hứng từ trạng thái Legend Super Saiyan của Broly phiên bản cũ. Ở trạng thái này, hình dạng của Kale gần như giống hoàn toàn với Broly trong trạng thái siêu Saiyan huyền thoại. Thân hình của Kale trở nên to đột biến, cùng với khối lượng cơ bắp được tăng lên rất nhiều. Ta có thể thấy được trước khi biến hình, Kale là một cô gái có thân hình rất nhỏ nhắn, nhưng sau khi chuyển hóa thành Super Saiyan Perfect thì Kale đã trở thành một con người có bề ngoài cực kỳ cao và đô con. Mái tóc sau khi biến hình của Kale sẽ có màu xanh lá cây nhạt thay vì màu vàng giống với những trạng thái Super Saiyan khác. Đồng thời trong mắt của cô cũng biến mất hoàn toàn, biểu hiện cho sự mất kiểm soát về ý thức của cô sau khi chuyển hóa qua trạng thái Super Saiyan Perfect. Lần đầu khi Kale chuyển hóa thành Super Saiyan Perfect đã khiến Kappa với Caulifla cực kỳ ngạc nhiên trước sức mạnh của cô. Lúc này, sức mạnh của cô lên tới 5 triệu tỷ điểm. Sau khi biến hình, cô lập tức áp đảo hoàn toàn Kappa trong trạng thái Super Saiyan với 375.000 tỷ. Rất may cho Kappa là Caulifla đã vô thức biến thành Super Saiyan 2 để hất tung đòn Gigantic Impact của Kale, và sau khi nghe những lời khen từ Caulifla, cô lại lấy lại được bình tĩnh, trở lại trạng thái bình thường. Lần thứ hai Kale biến hình thành Super Saiyan Perfect là do thấy Caulifla thân mật với Goku. Lúc này sức mạnh của cô đã tăng lên 14 triệu tỷ điểm. Do ghen tị với Goku, nên Kale đã chuyển hóa qua trạng thái Super Saiyan Perfect và lao đến tấn công Goku. Sức mạnh của Goku trong trạng thái Super Saiyan 2 dường như không thể làm bị thương nổi Kale. Goku lập tức chuyển qua trạng thái Blue và tung đòn Kamehameha vào Kale. Nhưng đòn Kame đó cũng không làm Kale xây sức gì. Kale tiến đến và bóp miệng Goku rồi ném văng anh ra chỗ xa. Lúc này Kale đã mất kiểm soát hoàn toàn và tấn công toàn bộ các thí sinh trên sàn đấu. Seren thấy điều này và anh đã chặn đứng Super Saiyan Perfect Kale chỉ với một đòn. Lần thứ 3 Kale biến thành Super Saiyan Perfect là lúc đối đầu với team Bright Trooper.
Kale với Cauliflower cùng nhau tung đòn đẩy lùi Team Bright Trooper. Sau khi nghe những lời động viên của Cauliflower thì Kale đã chuyển hóa qua dạng Super Saiyan Project với 3.125.000 tỷ điểm sức mạnh. Cô dồn toàn bộ sức mạnh của mình cùng với người chị vào đòn quyết định và loại được 3 thành viên của Bright Trooper. Lần thứ tư chuyển hóa thành Super Saiyan Project là khi Kale cùng với Cauliflower chuẩn bị đối đầu với Goku Super Saiyan 2. Nhưng lần này, Kale đã hoàn toàn kiểm soát được trạng thái Super Saiyan Project. Và điều đó đã khiến cô làm chủ được toàn bộ sức mạnh của mình trong trạng thái Super Saiyan. Qua khó khăn khi phải đối đầu với hai Super Saiyan cùng một lúc, Goku đã chuyển qua trạng thái Super Saiyan God để đối đầu với Kale và Cauliflower. Sau đó, Goku đã áp đảo cả hai với sức mạnh của Super Saiyan God. Sức mạnh Super Saiyan Project của Kale có thể sẽ mạnh hơn Super Saiyan 3 của Goku với 40 triệu tỷ điểm, nhưng sẽ yếu hơn Super Saiyan God Goku với 2 tỷ tỷ điểm. Full Power Super Saiyan, trạng thái mạnh nhất của Brie phiên bản mới. Trạng thái Full Power Super Saiyan của Brie dường như là một trạng thái mà anh đã kết hợp được sức mạnh của Ikari Form và Super Saiyan lại làm một, khiến Brie lúc đó trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Khi ở trạng thái Full Power Super Saiyan, cơ bắp và chiều cao của Brie còn được tăng nhiều hơn so với trạng thái Super Saiyan trước đó. Ở trạng thái này, chiều cao của Brie phải đạt ngưỡng gần 3 mét. Về ngoại hình, mái tóc của anh ta chuyển qua màu xanh lá nhạt, đồng thời trong mắt cũng biến mất, giống như trạng thái Super Saiyan trước đó. Tuy nhiên, trong mắt Brie đã quay trở lại trong lúc Gogeta tung cú Full Force Kamehameha để dứt điểm anh ta, và trong mắt lúc này của Brie có màu vàng giống lúc anh trong trạng thái Ikari. Vì thường ở trong trạng thái Super Saiyan thì mắt của người Saiyan sẽ là màu xanh ngọc. Hào quang xung quanh của Brie trong trạng thái Full Power Super Saiyan cũng rất đặc biệt. Hào quang xung quanh bên ngoài có màu xanh lá, tương tự màu tóc kết hợp với một lớp hào quang màu vàng bên trong bám sát cơ thể Brie. Full Power Super Saiyan Brie có thể chiến đấu nhỉnh hơn một chút so với Super Saiyan Gogeta. Điều này đã khiến chiến binh hợp thể của chúng ta phải chuyển hóa thành Blue để có thể đối đầu với Brie trong trạng thái Full Power. Trở lại với màn đối đầu giữa hai Saiyan huyền thoại, cách tốt nhất để đánh giá nhân vật nào trong hai nhân vật Rambon sẽ chiến thắng khi đọ sức là so sánh màn thể hiện của hai người đối với một đối thủ chung duy nhất, đó là Goku. Ở thời điểm hiện tại, Rambon muốn nhấn mạnh vào giá trị của tinh chỉnh các kỹ năng của một người, ngoài việc chỉ tăng trưởng sức mạnh thể chất. Tuy nhiên, đồng thời, nó cũng liên tục có các đấu sĩ giành chiến thắng bằng cách tạo ra sức mạnh khiến đối thủ không thể cao bằng. Một cuộc chiến giữa Brie và Kale có lẽ sẽ phân thắng bại bằng việc bên nào có sức mạnh lớn hơn. Mức độ sức mạnh của Brie và Kale được xếp hạng dựa trên những người họ chiến đấu và cách họ chiến đấu. Đứng cuối danh sách này là Goku ở dạng Super Saiyan Blue khi Power Tournament bắt đầu. Kale đối đầu với Goku trong trận chiến lớn đầu tiên của mình. Cô biến thành hình dạng gần giống với Legendary Super Saiyan của Brie. Ở trạng thái này, Kale hoàn toàn tăng sức mạnh thông qua các đòn tấn công của Super Saiyan Blue Goku và đánh bại anh ta. Vậy là Kale cao hơn Goku một bậc. Trong cuộc chạm trán tiếp theo của họ, Kale học được cách kiểm soát sức mạnh mới của mình nhờ Cauliflower. Bằng cách tập trung và sử dụng năng lượng của mình, Kale thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn so với lúc biến hình ban đầu. Điều này đưa sức mạnh của nữ chiến binh vũ trụ 6 tăng thêm một bậc. Mặc dù vậy, Goku cũng đã sử dụng đến cấp độ sức mạnh mới và có thể chống lại cả Kale lẫn Cauliflower bằng hình dạng Super Saiyan God. Kale có thể đạt đến mức sức mạnh cao hơn bằng cách hợp nhất với Cauliflower để tạo thành Kefla, nhưng điều này không được tính. Vì sự so sánh này nhằm xác định sức mạnh của Kale khi đấu một chọi một với Brie, nên hình dạng hợp thể không phải là yếu tố có thể tính đến. Để công bằng, thì Kefla sẽ bị loại ra, mặc dù nếu Kefla gặp Brie, thì Brie sẽ là kẻ phải bỏ chạy. Sau giải đấu sức mạnh là sự xuất hiện của Brie. Trước khi Brie đổi từ hình dạng bình thường thành Super Saiyan, hắn ta có một trạng thái trung gian là Grapeful. Bằng cách sử dụng sức mạnh của Great Ape mà không cần biến hình, Brie có thể chiến đấu ngang ngửa với Super Saiyan God của Goku và áp đảo được anh. Chỉ ít Goku đã nâng cấp sức mạnh của hình dạng Super Saiyan Blue sau giải đấu. Như vậy Goku ngang hàng với Brie ở trạng thái Grapeful và thậm chí có phần lấn lướt hơn. Song điều này chưa đủ để kết luận Goku mạnh hơn Brie, mà chỉ xác nhận rằng Goku đã ở đỉnh cao của hình dạng này mà thôi. Sự thay đổi của Brie thành Super Saiyan là sự thay đổi lớn hơn về sức mạnh. Ở hình dạng này, hắn ta có thể đánh lui cả Goku và Vegeta khi họ ở dạng Super Saiyan Blue. Sự thay đổi đáng kể về sức mạnh này đã biến Brie thành chiến binh xếp ở cấp độ ngang ngửa với Gogeta. Chiến binh hợp nhất có vẻ đủ mạnh để đối đầu với Super Saiyan Brie, nhưng anh ta cũng phải trở thành Super Saiyan để giữ an toàn. Điều này cho thấy Gogeta ở trạng thái cơ bản sẽ đứng ở dưới, hay ít nhất là ngang bằng với Super Saiyan Brie. Brie đã có thể thu hẹp khoảng cách này với sự biến đổi cuối cùng của hắn là trở thành Legendary Super Saiyan. Brie khiến Gogeta phải biến đổi thành Super Saiyan Blue, hình dạng đánh bại được Brie. Để Kale đấu với Brie là một ý tưởng thú vị, nhưng có vẻ như Brie có nhiều kinh nghiệm chiến đấu lẫn kiểm soát sức mạnh hơn Kale. Nếu phong cách của Brie không phải chỉ tập trung sức mạnh vào đòn tấn công đối thủ, thì Kale sẽ khó mà chạm vào hắn được. Kale có thể sẽ chỉ tìm được cơ hội lấn lướt Brie thông qua cách hợp thể với Cauliflower mà thôi. Trên đây là video của mình về hai Saiyan huyền thoại trong bộ truyện Rambon. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Và như thường lệ, cuối video là chuyên mục dành cho anh em yêu thích tranh. Bọn mình có một shop bán tranh Rambon và nhiều anime manga khác theo yêu cầu. Anh em có nhu cầu để có phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nhé. Link mình sẽ ghi một phần mô tả.
Video tới đây là hết rồi. Nếu thấy hay, dành tặng cho OV Dragon một cái like, share và đừng quên đăng ký kênh cộng nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của bọn mình. Giờ thì OV Dragon xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye!